Đêm thì thức đến 2-3 giờ sáng, rồi sáng thì dậy rất sớm, khoảng độ 6 giờ là đã có người đến cửa rồi, cũng kê bàn để tiếp khách. Một số người, các cổ động viên hâm mộ mà đến nhà thì cũng là có người để tiếp khách, tiếp đón rất là chu đáo. Tôi khách nhà Hải Lâm Tóc ơi, tôi rất phấn khởi vì trong quê hương tôi, Đông Anh đã có góp 2 cầu thủ vào trong đội tuyển quốc gia, một Quang Hải, hai là Duy Mạnh. Hôm nay trận chung kết tôi hy vọng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Tháng tôi thì cứ 5 giờ là tôi dậy, chúng tôi trùng trướng lắm, cái đời thằng cháu này là tôi sướng lắm. Tôi hy vọng là cháu tôi lại ghi lên 2 bàn, đội Việt Nam được chức vô địch. Chương trình này sẽ có một cái màn LED 40m² và bộ dàn là 10 âm thanh. Thì các đơn vị đã lắp đặt từ 2 giờ sáng đêm hôm qua và đến hiện tại đến bây giờ là khoảng 10 giờ thì đã lắp đặt xong, và bây giờ chỉ còn là lắp đặt điện và chạy chương trình. We'll be right back.